Tập 26. Lữ trưởng, quý viên, tôi cũng rất hối hận. Tôi không nên tự ý rời khỏi đội. Nếu tôi thật sự không ra khỏi biệt rừng kia, không kịp lên máy bay, thì tôi chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi. Nhưng lúc đó điều tôi nghĩ là chỉ gọi điện cho Amon, nói với cậu ấy có thể tôi không tới kịp thử vai, nhưng chỉ cần cậu ấy có thể giữ được vai này lại cho tôi, thì tôi chắc chắn có thể diễn tốt. Đáng tiếc trong núi này chẳng có chỗ nào có tín hiệu, vì thế tôi... Dù bây giờ cậu gọi điện cho cậu ấy, thì cậu ấy cũng sẽ không để ý tới cậu. Không thể nào. Không có tôi, sao cậu ấy có ngày hôm nay chứ? Cậu xem đây có phải là Amon không? Sao lại là cậu ấy? Tôi đọc cho cậu nghe. Hôm nay phóng viên tìm hiểu được, hôm đó Amon tới đoàn làm phim nào đó thử vai thành công, là bạn diễn với nữ ngôi sao người Mỹ, và có chính sách bảo hiểm của Trung Quốc về vấn đề cá nhân. Amon vô cùng mong chờ từ đây có thể bước vào Hollywood, nhưng chẳng ngờ vui quá quá buồn sau khi uống rượu điên cuồng với hai nữ diễn viên, lái chiếc xe tăng X6 mới toanh, vượt quá tốc độ trên đường Hồ Tân, đâm vào đuôi chiếc xe tải khác. X6 đâm vào phần đuôi xe tải không may nằm dùng ở dưới. Amon, ngôi sao nổi tiếng lúc đó, mang theo hai người đẹp cùng xuống dưới Hoàng Tuyền. Hiện trường tai nạn thảm không dám nhìn. Sao lại là cậu ấy chứ? Rõ ràng là tôi đi thử vai. Thật hay giả thì không biết, nhưng báo giải trí đăng như vậy đó. Cậu xem những người này, hôm nay ly hôn, ngày mai Tiểu Tam đã tới tận cửa. Hai ngày sau thì sao? Hai vợ chồng lại tiếp tục sống với nhau. Không làm loạn đến mức mất mạng thì có thể thành người nổi tiếng không? X6 là cậu ấy mới mua. Tôi cũng từng gặp hai người phụ nữ kia. Một tập đã 40 cái rồi. Chết như vậy sao? Cậu xem, ở đây vẫn còn một tin. Tri tình nhân tiết lộ, ngôi sao người Mỹ mà đoàn phim mời tới, Strip, giống không phải là Strip thật, mà là một người tên gái đứng đường thất nghiệp Strip, tới cuộc tuyển chọn của công ty gia chính để lừa các bạn nam nữ thanh niên Trung Quốc muốn đi Mỹ, bắt đầu gia nhập với Hollywood. Quá ra là như vậy. Tôi nói là Strip chết rồi mà cậu còn không tin. Lúc đầu cậu là fan của Ngải Giai, Ngải Giai đã cứu cậu rồi, cậu phải biết cảm ơn. Cậu nói với tôi và quỷ viên nghe xem, suy nghĩ tiếp theo của cậu là gì? Tôi chưa nghĩ gì cả. Sao có thể chứ? Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn làm ngôi sao nổi tiếng sao? Bây giờ tôi không muốn nữa. Lữ trưởng, quỷ viên, tôi muốn giống như Ngải Giai, sau này làm binh lính tốt. Cậu biết Ngải Giai phải chịu bao nhiêu khổ cực không? Cậu chịu được khổ sở này không? Không chịu cũng phải chịu thôi. Tôi cũng coi như chết đi sống lại một lần rồi. Còn nhiều người vì cứu tôi như vậy. Lữ trưởng, chính quyền, hai người cho tôi về đại đội đi. Tôi nhất định sẽ làm tốt. Dù không được giống như Ngải Giai thì tuyệt đối không kém hơn cô ấy bao nhiêu đâu. Nhưng mà đàn ông nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Tôi đỉnh. Được, cậu ngồi đi. Chuyện sau này nói chuyện tử tế với quỷ viên. Quỷ viên nói là được. Quỷ viên, tôi... Nếu cậu đã có thái độ này thì tôi cũng phải nói rõ với cậu. Lần này cậu phạm lỗi vô cùng nghiêm trọng, đã vi phạm tới pháp luật. Nếu ở trên chiến trường, tôi và lữ trưởng có quyền bắn chết cậu. Cậu tưởng bản thân mình là sinh viên đại học, có cá tính, có tài qua, là có thể muốn làm gì thì làm. Đừng nói bây giờ cậu là quân dân, buộc phải tuân thủ hành vi chuẩn mực của người quân dân. Dù sau này cậu làm nghề khác thì cũng có quy định và chế độ của ngành đó. Cậu vi phạm quân kỷ, buộc phải xử lý nghiêm khắc. Đây là giáo dục đối với cá nhân cậu.
Tham mưu trưởng, lại một con nữa. Tôi còn chưa câu được con nào đó, mà anh đã câu được ba con rồi. Đúng là vua cá. Sao giống như câu cá ngoài biển được chứ? Đây là cá mua về thả trong hồ, nhưng mà không cho ăn, chỉ đợi người tới câu. Chúng đã đói dĩ nhiên ăn rồi. Tôi thấy cậu học ở đâu ra nhiều từ mới thế chứ? Tôi ứng dụng nó. Tờ báo vừa đọc có một bài, chính là vụ án nổ súng cướp tiệm vàng mấy ngày trước ở thành phố Trịnh Hải. Phá án rồi, phá rồi, mà bị một tay súng cừ khôi của bộ đội giải phóng quân bắn chết rồi. Hay, đây là tin tốt. Lữ đoàn 909 sao? Tôi còn chưa đọc hết phần sau nữa. Cậu chính là người không điều chỉnh được, chỉ có chạy dòng chữ. Đọc đi, đọc hết cho tôi. Hai tên phạm tội nổ súng giết người, sau khi trốn vào trong rừng rậm, đúng lúc gặp phải bộ đội giải phóng quân, đại đội lính đặc chủng đang huấn luyện thực chiến ở núi Đại Trình. Công an thành phố Trình Hải và bộ đội phóng quân huấn luyện đã hợp thành bộ chỉ huy dây bắt, triển khai hành động truy bắt hai kẻ tình nghi tội phạm lợi dụng rừng cây rậm rạp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nổ súng phản kháng. Chỉ huy giải phóng quân quả quyết phái một tay thần súng lên trực thăng bay giữa không trung tìm kiếm góc độ bắn tỉa thích hợp. Cuối cùng với sự phối hợp chặt chẽ của phi hành đoàn, vua súng ngải dai đã nắm bắt thời cơ bắn chết hai tên tội phạm. Trên trực thăng mà một súng bắn chết hai người, quá thần kỳ rồi. Đây là đơn vị nào thế? Đọc tiếp đi. Tạo ra kỳ tích này là chi thứ nhất của đội Lam quân chuyên nghiệp, đại đội đặc chiến của Lữ đoàn Sơn Báo. Chính là Lữ đoàn Sơn Báo đánh đối kháng với chúng ta, mà trực tiếp chỉ huy tác chiến dây bắt lần này là Phó trưởng Hồng Nghị, đặc chiến anh hùng, từng đổ súng bắn chết hai tên tội phạm cứu hai mẹ con ở thành phố Trịnh Hải. Đây là người xuất thân từ Lữ đoàn 909 ta. Tham mưu trưởng là cấp dưới cũ của anh. Hôm nay, Bí thư Thành ủy, Thị trưởng, lãnh đạo Cục Công an thành phố đã tới Lữ đoàn Sơn Báo Giải phóng tiến hành thăm hỏi doanh khu huấn luyện. Thu cần câu lại đi về. Thủ trưởng, còn hai đoạn chưa đọc xong. Tự tôi không biết đọc sao? Tiểu Lương sao biết được? Mỗi tin tốt của Lữ đoàn Sơn Báo đều sẽ trở thành kim thép chọc thủng chữ chiến cương. Mấy tháng nay, ngọn lửa bị thua Lữ đoàn Sơn Báo vẫn luôn âm ỉ trong lòng chữ chiến cương. Không báo mối thù một tên kia, không bắt sống Hàn Bằng, thực sự khó để chữ chiến cương giải tỏa nỗi lòng. Tâm trạng này cũng đã ảnh hưởng tới cán bộ Lữ đoàn 909. Xông lên. Xông lên. Quắc đắc. Có dẫn cơ. Rõ. Thắng lợi rồi. Lữ trưởng Quỷ Viên vừa nhận được thông báo của lục quân chiến khu. Cái gì? Cái gì? Huấn luyện mùa hè kết thúc sớm, lập tức quay về nơi đóng quân.
Không phải chứ, cũng chẳng nói nguyên nhân gì cả. Còn kế hoạch huấn luyện 5 ngày nữa chưa hoàn thành, vội vã bắt quay về như vậy chắc chắn có việc gì rồi. Hay là tìm người hỏi xem sao? Không cần hỏi, quấy rối bộ đội. Tối nay chúng ta chào tạm biệt lãnh đạo căn cứ địa. Chuyến đầu tiên sáng sớm ngày mai khởi hành xuất phát. Được. Thật không biết ông già ấy nghĩ thế nào, vừa tới giờ cơm lại tập kích bất ngờ. Chỉ cần lão thủ trưởng tới, chúng ta sẽ tiếp nhận cẩn thận. Đừng sợ. Tôi chỉ sợ ông già lại giở trò gì thôi. Đi thôi. Lão thủ trưởng, sao ngài lại tới đây? Xem ra phiền tôi thật đấy. Không có, không có. Tôi tới không cần các cậu lo cơm đâu. Tôi tự chuẩn bị mang theo rồi. Lão sư trưởng, lần sau ngài tới có thể gọi điện báo trước không? Nếu không lần nào cũng khiến chúng tôi căng thẳng như vậy. Nói thật, tôi không hiểu. Anh gặp tôi thì căng thẳng cái gì? Tôi cũng không nói rõ được. Dù sao thì cũng rất căng thẳng. Vậy ý của anh là tôi vừa rời đi thì các anh thoải mái? Quy luật cơ bản. Vậy tôi cứ không đi thì sao? Lão sư trưởng, ngài biết đùa thật đấy. Anh đừng căng thẳng. Chúng tôi ăn cơm xong, sau đó thăm bộ đội, rồi tôi sẽ đi. Chúng ta trực tiếp thiết đãi ở nhà ăn là được rồi. Bây giờ đã tới giờ ăn rồi. Đúng, tôi thấy tốt hơn là chúng ta đổi cách khác đi. Đổi thế nào? Nhà ăn thiết đãi của lữ đoàn 808 vẫn luôn làm bánh nướng cuốn. Tôi ăn ấy rồi, không muốn ăn nữa. Vậy ngài muốn ăn gì? Ngài muốn ăn gì chúng tôi sẽ chuẩn bị món đó. Đúng. Hôm nay anh đừng chuẩn bị cơm cho tôi nữa. Dương Khả Tranh, có. Cậu phái một đội quân cho tôi, tập trung ở sân huấn luyện. Việc này, ngài muốn làm gì? Làm gì? Tôi có thể làm gì chứ? Anh căng thẳng cái gì? Lữ trưởng, quỷ viên, cậu đi xem cùng với tôi, chẳng phải được rồi sao? Lão thủ trưởng, hay là chúng tôi ăn cơm xong rồi nói tiếp đi. Bây giờ đại đội lập tức phải ăn cơm rồi. Quỷ viên Hà, tại sao tôi phải tới đúng giờ ăn cơm chứ? Lão thủ trưởng, tôi hiểu rồi. Ngài muốn kiểm tra tôi gì đó đúng không? Tôi không kiểm tra anh. Kiểm tra nữa sẽ hồ đồ luôn. Có phái quan đến hay không? Phái. Hay là phái một đội cảnh vệ đến đi. Vậy được. Cậu nói với họ bây giờ lập tức xuất phát. Tôi đợi họ ở sân huấn luyện. Có cần mang theo vũ khí đạn dược không? Đánh trận mang gì thì cậu mang đó. Nhìn thấy rồi chứ. Ông ấy muốn kiểm tra tình hình chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp của chúng ta. Đưa theo cả nhân viên và bếp. Chưa biết chừng ông ấy sẽ kiểm tra chúng ta ăn kiểu gì ở bên ngoài đấy. Đi. Hai anh thì thầm to nhỏ cái gì đó. Mau đi theo tôi. Được rồi, tới liền. Ngải dai. Tôi vẫn luôn có câu này muốn nói với cô, nhưng tôi không dám. Nói. Lần trước cô cứu mạng tôi muốn nói cảm ơn với cô. Anh nhịn không nói câu này sắp nửa tháng rồi, đúng không? Đúng. Tôi cứ mãi không nói ra được. Tôi thấy tôi nói ra vô cùng giả dối. Nhưng dù tôi không nói thì tôi cũng nghĩ như vậy ở trong lòng. Cô cũng biết, binh lính toàn lữ đoàn đều biết. Vì thế tôi thấy nói ra cũng rất dư thừa. Nhưng mà ngải dai này, hai chữ này vẫn luôn ở trong miệng tôi. Nhìn thấy cô rồi, tôi lại không nói ra được. Vậy bây giờ anh nói thì không thấy giả dối sao? Tôi nghĩ thoáng ra rồi. Dù họ thấy tôi đạo đức giả, tôi cũng phải nói. Nếu không chắc chắn tôi sẽ bị bức chết mất. Tôi thấy kiểu người muốn nói lại không muốn nói như anh, dáng vẻ tự do, không nói được mới là giả dối lớn nhất. Nói tiếng cảm ơn là việc anh nên làm. Vì anh nợ tôi món nợ ân tình. Nếu như anh không trả món nợ này thì chắc chắn trong lòng anh sẽ không thoải mái. Cô nói đúng. Lúc nãy anh nói
anh sợ ai nói anh đạo đức giả? Tôi cũng không biết cụ thể là ai. Vậy chính là bản thân anh. Bây giờ anh nói rồi, tôi không thấy anh đạo đức giả chút nào cả. Mà anh nên nói câu này từ lâu rồi. Cho rằng có cần thiết nói ra hay không, đó là chuyện của tôi. Nhưng anh làm người thì buộc phải làm như vậy. Đối với bạn bè cũng tốt, với đồng đội cũng được, lãnh đạo cũng được, bao gồm cả bố mẹ trưởng bối của anh. Anh đều nên có lòng biết ơn đối với họ, có tình cảm biết ơn. Nếu lúc nào anh cũng có thể cảm nhận được người khác từng hy sinh vì anh, bận rộn giúp đỡ anh, thì anh sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy. Anh sẽ không còn coi thường mọi thứ nữa. Thực ra không chỉ có một súng đó của tôi cứu anh, mà nếu không phải toàn lữ đoàn đồng tâm hiệp lực thì tôi sẽ không nổ súng được. Tôi biết hết những việc này. Vì thế ngã dai, tôi quyết định rồi, ở lại quân đội làm việc thật tốt. Người anh có thể ở lại, nhưng lòng anh có thể ở lại không? Bên ngoài có nhiều cám dỗ như vậy, anh chống đỡ 1-2 năm thì được, nhưng cứ tiếp tục chống đỡ mãi thì chưa chắc đâu. Đây là vấn đề rất thực tế. Chuyện này có tác động quá lớn đối với tôi. Thật đó, tôi thấy mỗi người chỉ làm tốt bản thân mình, làm tốt việc hôm nay thì đã rất giỏi giang rồi. Anh đừng tự cực đoan này bước sang cực đoan khác. Quanh doanh cũng không phải ai muốn ở lại thì cũng có thể ở lại được. Đây không phải là nơi tránh nạn trống rỗng. Ở đây buộc phải lập nghiệp, sẽ có rất nhiều sự bỏ ra, rất nhiều sự hy sinh, khổ hơn nhiều, mệt hơn nhiều so với làm diễn viên. Anh diễn một vai quân nhân, diễn vai anh hùng, sẽ được thu lợi cả hai bên. Có mệt hay khổ hơn cũng là chuyện của 1-2 tháng. Trong buổi họp báo thì anh vẫn có thể đưa ra kinh nghiệm này làm tài liệu nói chuyện để thu hút tầm nhìn của khán giả, nghênh đón sự biến tấu của truyền thông. Nhưng nếu anh thật sự muốn đè nén lòng mình lại ở vài năm trong bộ đội, thậm chí là mười mấy năm với showbiz cũng được, truyền thông cũng được, không ai biết anh là ai. Tôi thấy đây có thể là sự khác biệt lớn nhất giữa diễn viên, người lính và làm lính. Hai lĩnh vực cuộc sống khác hoàn toàn nhau. Anh nghĩ kỹ rồi chứ? Ngải dai, cái chết của Amon giúp tôi nhìn thấu mọi thứ. Cái gì mà độ nổi tiếng, xe sang, nhà đẹp, tiền, đều là mấy vụ che mắt thôi. Người chết rồi chẳng còn nữa. Quá đáng thương, cũng quá đáng sợ. Nhìn thấu hồng trần rồi, không tranh với đời, đứng ngoài cuộc đi. Tôi không đồng ý với suy nghĩ này của anh. Cái chết của Amon chẳng qua là ví dụ đặc biệt thôi. Có thể hai người là bạn học cùng lớp, hai người lại hiểu rõ về nhau, nên anh đã coi anh ta là quá thân của mình trong tương lai. Anh ta xảy ra chuyện, anh bắt đầu lo sợ rồi. Thấy đây có thể là kết cục của anh, đúng không? Đúng thế. Nửa tháng nay tôi không ngủ ngon được ngày nào. Chỉ cần vừa nhắm mắt là tôi có thể thấy được chiếc xe bị đâm nát của cậu ấy. Anh đừng nghĩ nhiều. Anh nên nghĩ sau này phải mua chiếc xe mà anh thích. Như vậy là được rồi. Không nói với anh nữa. Tôi phải đi tập bắn đây. Ngày mai nói chuyện nhé. Quắc Đắc, làm tốt việc ngày hôm nay, làm tốt bản thân anh, không thành vấn đề. Đợi tôi với. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Trung đội trưởng, đã mấy giờ rồi? Hát mãi như vậy, sắp tới giờ ăn cơm rồi. Anh không cần phải vội, tôi cũng đang đợi thông báo. Ý của tôi là anh đợi thông báo của anh.
Muốn ăn gì thì nói trước cho tôi biết, để tôi chuẩn bị. Được rồi, anh chuẩn bị cái gì rồi? Có mì, có cơm. Trung đội chúng ta có khá nhiều lính phương Bắc. Ăn bữa mì đi. Được rồi. Mì đan đan thì thế nào? Được rồi, món sở trường của cậu sao? Ít cay, cay dừa, cay đặc biệt. Ít cay đi, hôm nay nóng như vậy. Được rồi, được rồi. Thủ trưởng tới rồi. Thủ trưởng có thể không ăn cơm đâu. Hỏi thủ trưởng muốn ăn gì. Thủ trưởng tới lại càng tốt. Tôi lập tức thêm hai món đậu phụ cay và thịt nấu chín hai lần, đảm bảo ngon tuyệt. Lão sư trưởng, chậm thôi, chậm thôi. Hai chủ quan các anh lui lại phía sau làm gì? Để một mình lão già như tôi xông pha nguy hiểm sao? Không phải, lão sư trưởng đã phái bộ đội tới cho ngài rồi. Ngài hạ mệnh lệnh đi. Vậy được, hai người vào vị trí. Tôi và Quỷ Di, đừng phí lời. Vào vị trí. Đi, đi. Đi, đi. Rõ. Nghỉ. Nghiêm. Đồng chí thủ trưởng, lục quân lữ đoàn 808 trực thuộc cảnh vệ doanh, trung đội 1, đại đội 1 đã tập hợp xong, mời chỉ thị vào vị trí đi. Rõ. Các đồng chí, hôm nay hạng mục huấn luyện của chúng ta chỉ có một: bữa ăn giả chiến. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 5 phút ăn cơm xong, sau đó tiến hành huấn luyện chạy bộ 5 phút. Chỉ 5 phút, còn chưa mở xe nấu ăn nữa, sao kịp được chứ? Tôi còn tăng thêm 4 yêu cầu. Thứ nhất, không được phép có lửa quá lớn. Thứ hai, không có nước nóng. Thứ ba, không có sự tồn tại của đội nấu ăn. Thứ tư, không được gọi cứu viện. Thi hành đi. Rõ, thi hành. Toàn thể đều có, dựa theo chỉ thị của lão thủ trưởng. Bây giờ nấu cơm, 5 phút sau tập hợp. Không cho nhóm lửa, nấu ăn kiểu gì? Có đội nấu ăn lại không cho dùng, vậy có ý gì chứ? Lữ trưởng Quỷ Viên, hai người xem phải làm thế nào? Tôi nói kiểu gì đến cũng phải dở chiêu gì đấy. Chẳng chuẩn bị gì cả, nhịn đói thôi. Báo cáo thủ trưởng, chưa nấu cơm xong là trách nhiệm của tôi. Mong thủ trưởng cho tôi 5 phút. Tôi đảm bảo trong vòng 10 phút sẽ nấu xong. Cậu là? Tôi là tiểu đội trưởng Hoàng của tiểu đội nấu ăn. Mong thủ trưởng cho tôi 5 phút. Tiểu đội trưởng Hoàng, không kịp nữa rồi. Sắp chiến đấu đến nơi rồi. Trong vòng 5 phút buộc phải nấu cơm xong. Cậu thử xem sao. Cậu thử xem sao. Không. Thủ trưởng ăn. Thủ trưởng ăn đi. Đẩy vào. Tay nhanh quá.
5 phút rồi. Các anh nhìn tôi làm gì? Không tranh thủ ăn cơm đi. Xem xiếc phải không? Phó đại đội trưởng Du có tập hợp. Rõ. Tập hợp. Hôm nay ông ấy làm như vậy để làm gì chứ? Nhìn phải thẳng, nhìn trước thẳng. Các đồng chí, ăn no chưa? Bụng vẫn còn kêu. Tôi cho các anh thời gian 5 phút để các anh tranh thủ ăn cơm. Chỉ ham chơi đúng chứ? Dương Khả Tranh, anh ở đó thái độ gì chứ? Đây đều là lính của anh, là anh không cho họ ăn cơm, còn trách tôi sao? Tôi không chấp nhận đâu. Toàn thể nghiêm. Bên phải quay. Chạy đều. Chạy. Một, hai, một. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, một. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Dưới Khả Tranh, đây là binh lính cậu dẫn dắt sao? Sao lại không có tinh thần gì hết? Vừa nghe thấy khẩu hiệu là biết chưa ăn cơm. Chạy thêm 5 vòng nữa rồi ăn cơm. Ăn cơm. Ăn ở đâu chứ? Ăn gì? Tiểu đội trưởng Hoàng. Có. Tiểu đội trưởng Hoàng, trong cốp xe của tôi có đồ ăn, cậu chuyển ra đi. Rõ. Đội nấu ăn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, một. Đứng lại, đứng. Bên trái quay. Báo cáo thủ trưởng, bộ đội chạy xong, mời ra chỉ thị. Được. Dẫn quân tới đây. Mỗi người một hộp. Bắt đầu ăn cơm. Đây là cơm, đây là thức ăn. Bây giờ, món các anh đang ăn là thực phẩm giả chiến, một doanh nghiệp quân dân kết hợp nghiên cứu phát triển ra cho bộ đội. Một hộp thực phẩm, một người ăn giả chiến. Trong quá trình chờ đợi làm nóng, tôi kể một câu chuyện cho các anh nghe. Các anh, nghĩ mì tôm do ai phát minh ra? Khang sư phụ. Khang sư phụ sao? Khang sư phụ là tên một nhãn hiệu. Còn nữa không? Người Nhật. Anh nói là người Nhật. Hồ đồ. Nếu nói về việc này thì phải do nhân dân giải phóng quân chúng ta, quân tình nguyện lần đầu tiên ăn được nó trên chiến trường kháng Mỹ, do Viện Nghiên cứu Thiết bị Quân sự phát minh ra mì khô, cho nước vào là có thể ăn ngay. Sau đó quân Mỹ cũng nếm được món ăn thần kỳ này của chúng ta. Họ khen không ngớt lời. Tất cả đều cho rằng bí mật quân đội Trung Quốc có thể đánh bại Liên Hợp Quốc dân chính là nằm ở hộp mì thần kỳ này. Dương Khả Tranh, Hạ Á Châu, tiểu đội trưởng Hoàng, các anh qua đây một lát. Cách ăn truyền thống của bộ đội lục quân chúng ta
đều dựa vào tiểu đội đóng một ngày ba bữa. Thời chiến hành quân đánh trận cũng phải dựa vào đội nấu ăn giống lửa nấu cơm. Đương nhiên bây giờ có xe trang bị cho bộ đội nấu ăn, nhưng phương thức truyền thống này có thể hoàn toàn thích ứng với phát triển thay đổi kiểu hình lục quân kiểu mới. Tôi phải cân nhắc. Chúng tôi cũng nâng cao trình độ nghiệp vụ tiểu đội nấu ăn, để bình thường các binh lính được ăn ngon, thời chiến ăn được no. Đây đều là bắt buộc. Ý tôi là bình thường có thể thay đổi truyền thống cung cấp đồ ăn củi lửa cho doanh trại không? Trong vấn đề ăn cơm thì cũng phải hòa hợp quân dân. Ngài muốn nói mở quán ăn trong doanh khu? Không, tôi không có ý này. Nhà ăn đại đội vẫn là nhà ăn đại đội. Tiêu chuẩn đồ ăn vẫn do tiểu đội trưởng nấu ăn nắm chắc. Như một ngày ba bữa nấu cơm, mua thức ăn, rửa bát, cọ nồi, dọn dẹp vệ sinh các thứ, có thể giao cho nhân viên công tác địa phương làm không? Tiểu đội nấu ăn phải tập trung sức lực để đảm bảo cung cấp thực phẩm cho giả chiến và thời chiến. Chiến tranh nổ ra thì tình hình thay đổi nhiều biết bao. Trên chiến trường có thể giúp các binh lính ăn no, đó không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu đội nấu ăn các anh nên gia chạm cọ sát với những chuyện như vậy nhiều hơn. Cọ sát với những chuyện như vậy tức là đang cọ sát với đánh trận. Ngoài ra phải phân rõ nghiệp vụ lúc bình thường và khi thời chiến. Chỉ cần không phải chuyện đánh trận thì cứ giao cho nhân viên công tác địa phương làm. Bộ đội chuyên tâm đánh trận, đánh thắng chiến tranh. Đây là chút suy nghĩ mà tôi cân nhắc. Các anh cũng suy nghĩ xem sao. Lão thủ trưởng, đây không phải chuyện nhỏ. Ngày nghỉ càng xa rồi. Lão sư trưởng, chủ tịch Tập nhấn mạnh xúc tiến quân dân kết hợp phát triển ở mức sâu sắc nhất, bước đi trên con đường quân dân kết hợp đậm bản sắc Trung Quốc, đưa lý luận quan điểm quân dân kết hợp vào thực tế thay đổi quân đội. Trước đây chúng tôi chưa nghĩ tới, cũng chưa từng nghĩ bản thân có cơ hội và điều kiện thực hiện. Phải, xúc tiến quân dân kết hợp phát triển ở mức sâu sắc nhất là công việc quan trọng của cải cách quân đội xã hội. Bảo đảm quá là phương thức phát triển của lục quân ta. Nếu bây giờ các anh đang tìm kiếm con đường mới để cải cách huấn luyện, thì liệu có thể mở rộng quan điểm này lớn hơn một chút không? Dù tiểu đội nấu ăn nhỏ, như là đơn vị tiếp xúc mật thiết nhất với xã hội, nó là điểm giao thoa của quân dân kết hợp. Tập trung sức lực của tiểu đội nấu ăn vào việc cung cấp thức ăn trong giả chiến và thời chiến. Việc này càng có ý nghĩa hơn với bộ đội. Chúng tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Sai sót của các anh ngày hôm nay, tôi cho rằng ý thức chiến tranh của các anh vẫn còn quá sơ sài. Vẫn luôn cho rằng có xe nấu ăn thì có thể không cần mang theo lương khô. Tuyệt đối không được có nhận thức này. Khi chiến tranh nổ ra thì chuyện gì cũng có thể xảy đến. Nếu muốn đánh thắng chiến tranh tương lai thì trước tiên người là quan trọng nhất. Ăn no, ăn ngon quan trọng nhất. Đánh trận từ xưa tới nay đã chú trọng chưa động binh mã mà tấn công lương thảo trước. Các anh không coi trọng điều này sẽ tiếp tục bại trận. Dương Khả Tranh, có Quý Viên Hà, hai anh vừa ăn cái này thấy thế nào? Quá ngon. Thực phẩm đơn lẻ trước đây trước giờ chưa từng ngon như vậy. Vậy được. Hai anh cho rằng thực phẩm mới nghiên cứu phát minh này ăn ngon, dễ mang, dễ bảo quản. Vậy có thể như vậy không? Để thực phẩm đơn lẻ giả chiến này và đạn dược, túi cấp cứu cùng cho vào thiết bị buộc phải mang theo bên người. Bình thường cũng ăn thêm vài bữa để mọi người tạo thành thói quen. Lữ đoàn các anh có thể tổng kết ra điều này hay không? Thực phẩm đơn lẻ giả chiến có lúc kết hợp với thực đơn bữa chính, đối với các vấn đề lưu trữ, cấp phát thức ăn cũng tìm ra con đường mới thích ứng với chiến trường tương lai. Lúc nãy chúng tôi đoán ngày cố tình tới vào giờ ăn cơm chính là dạy cho chúng tôi bài học về vấn đề ăn uống. Không ngờ lại là bài học như vậy. Lão sư trưởng, đại đội chúng tôi cũng phân phát thực phẩm đơn lẻ giả chiến, chỉ là lần nào cũng quên mang theo. Hôm nay tôi chỉ là muốn cho các anh nhịn đói một bữa, để các anh nhớ lâu. Sau này các anh không được quên. Tôi nói các anh nghe,
Chuyện ngày hôm nay không phải chuyện đùa đâu. Nghiên cứu phát minh và cách sử dụng thực phẩm đơn lẻ giả chiến có ý nghĩa, mang tính chiến lược. Các nước trên thế giới đều đang nghiên cứu đấy. Đúng rồi, cái này. Còn một túi thực phẩm cho lính ở bên ngoài, các anh về nếm thử xem sao. Tôi nói với các anh nghe, muốn đánh thắng chiến tranh sau này thì trước tiên phải ăn đồ tiên tiến. Cứ để lính các cậu nhịn đói tiếp. Cẩn thận, hai anh đều trở thành tư lệnh một mình. Dạ. Quý Diên Hà, tôi có câu này muốn nói với anh. Tôi sợ anh không vui. Không sao, ngài nói đi. Ngài nói đi. Trước đây trong quân đội chúng tôi có phổ biến một câu nói như này: một con heo cái chống lại được cả chỉ huy. Chính là đạo lý này. Lão sư trưởng, ngài nói đúng là chân lý. Tôi nhớ rồi. Được, mau ăn cơm đi. Tổ trưởng Đàm lần đầu tiên tới lữ đoàn sơ báo, muốn tìm hiểu nhiều hơn về tình hình kiến thiết của đội Lam quân chuyên nghiệp. Anh dẫn anh ấy đi xung quanh xem sao. Giới thiệu đơn giản một chút là như vậy: lữ đoàn sơ báo thành lập cho tới nay vẫn chưa đầy một năm, là một nhánh quân giải phóng chuyên nghiệp. Tổ công tác quân ủy tổ trưởng Đàm có lý. Đưa cho tôi. Đây là tập san của lữ đoàn sơ báo chúng tôi, ngài xem đi. Chiến đấu đường phố là trọng tâm huấn luyện của các anh sao? Phải. Chiến tranh sau này chủ yếu xảy ra trong thành phố. Trận địa chiến tranh bên ngoài quy mô lớn sẽ càng ngày càng ít đi. Tấn công thành phố, tập kích chuẩn xác, nhà lầu đường phố, ống nước dưới đất, sự tranh đoạt và khống chế của nó là trọng tâm đột phá chiến tranh hiện đại. Sau này người dân Trung Quốc ở thành phố sẽ lớn hơn nông thôn. Vì thế chúng tôi đưa trọng tâm huấn luyện chủ yếu đặt ở thành phố. Vì đây là tổ trưởng Đàm của tổ công tác quân ủy, tới xem các anh huấn luyện. Chỗ này có gì mà xem chứ, quá nguy hiểm rồi. Thủ trưởng, mau lui xuống đi. Ẩn nấp. Thủ trưởng đi mau. Hỏng rồi, nhóm này đánh đến đỏ mắt luôn rồi. Hồng Nghị, Hồng Nghị, phó lữ đoàn trưởng Hồng, tôi là tham mưu trưởng Hách Kiến Quốc.
kêu cấp dưới của anh thông thả chút đi. Bây giờ tôi đang dẫn tổ trưởng Đàm của tổ công tác quân quỷ tới xem thử chúng ta huấn luyện. Các anh đã áp chế chúng tôi rồi. Tôi đang chỉ huy trên không trung. Để Bành Ký Hải nói với anh đi, biết sự lợi hại của đại đội chúng tôi rồi chứ. Nhưng bây giờ tôi cũng không thể nào khống chế được họ. Các anh cứ hao tổn sức lực trước đi. Giống người này đánh nhau cái là không nhận người thân nữa. Địch Long, cái này làm gì thế? Mua đường. Các bạn, chúng tôi là người Trung Quốc. Chỗ này có tiền, đồng hồ, điện thoại. Chúng tôi phải ra ngoài, hãy nhường đường. Được, được. Thượng đế phù hộ cho các anh. Các anh có thể đi rồi. Tổ trưởng Đàm, được rồi, có thể đi rồi. Sao thế? Để vậy là được rồi.